Hiếu Minh Audio xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc nhé. Thì hôm nay trong video này em xin giới thiệu được các bác cũng như tất cả anh em một mẫu đẩy công suất gia đình, nhà mẫu đẩy công suất gia đình bác nhé, 4 kênh, mỗi kênh là 500W một kênh trên mạch Class D. Thì đối mẫu này thì với phù hợp cho anh em cũng như các bác là chơi gia đình này, hoặc là các anh trong Sài Gòn hay đi kẹo kéo ấy. Kẹo kéo chỉ chơi 2 cặp bát 30 là cực kỳ hợp lý. Và cái điều quan trọng là rất nhỏ gọn, không cồng kềnh. Cồng kềnh cấp vừa các bác để kệ tủ nó chỉ to hơn con vang một chút thôi, vì đây là dòng đẩy 4 kênh. Và sản phẩm chính hãng của MB Auto. Thì đối với sản phẩm này thì hôm trước có rất nhiều các bác hỏi, cũng như là hôm cái Hiếu Minh ở hết hàng cách đây tầm được gần 2 tuần rồi. Thì hôm nay bên em tiếp tục về được rất nhiều hàng để giới thiệu cho các bác. Thì các bác có xem có nhu cầu thì trực tiếp bên em qua hai số điện thoại đây là 0919182233 và 0869997229. Và cái giá thì em nói luôn trong video là hiện tại là với giá là 4.100.000 đồng. Như biết thì 4.100.000 đồng bao ship nhá bác nhá, bao ship. Thì như biết thì một mẫu đẩy trong xuất ra là tổng là đạt là 2.000W một kênh. Thì với giá trị 4.100.000 đồng một cái mẫu đẩy có thể là có tính năng vượt trội so với tầm giá, tính năng cực kỳ vượt trội so với tầm giá. Nhưng không có đối thủ vừa vượt qua tầm giá đối với không có đối thủ vượt tầm giá đối với công suất như vậy bác nhá. Với công suất tổng là 2.000W, 2.000W nhân 4, 500W một kênh, tổng là 2.000W. Các bác chơi tốt 2 cặp bát 30 có dư luôn bác nhé, 30 có dư, rất là khỏe. Thì ở đây thì em đã mở sẵn nội thất cho các bác cùng xem. Vì hàng thì hàng nguyên hộp bác nhé, hàng nguyên hộp thì em có dạch ra đây. Nguyên hộp của shop nó thì trong sách hướng dẫn này. Hai miếng shop ke hai đầu, một dây nguồn nó là dây xoáy lưu trích bác nhé, dây xoáy lưu trích này. Với thiết kế phía trước như bác nhìn đây thì nó sẽ gồm 4 chiếc áp từng 4 kênh. 4 chiếc áp CS1, CS2, CS3, CS4 nghe ABCD đấy ạ. Cái lưới thì có một lớp tấm lưới sắt tản nhiệt. Ở đây là thoáng không khí cho nó tỏa tản nhiệt đấy. Phía trước đấy như bác nhìn 4 chiếc áp. Đấy. Thiết kế rất là với thiết kế mỏng sai gọi sai một u, nó dường 5 phân. 5 phân thôi bạn, rất là gọn gàng. Của các bác cũng như anh em để vào tủ rất là gọn, đồ không quá cồng kềnh. Như bác ngủ nhìn sang bên trong bên ruột. Thì bên ruột thì em mở sẵn đây thì với dòng chạy Class D thì rất là bên trong cấu trúc nó rất là gọn gàng với các linh kiện nhỏ gọn. Ở đây thì tất cả thiết kế ở đây là gồm những con tụ nhôm này, những con chip IC dán, cũng như con những con chở hoặc là con C và con R bằng hàn dán bác nhé. Dán bác nhìn cực kỳ chất lượng, với bên mạch màu xanh có phủ ở đây lớp cồn bóng, gọi là phủ lớp cồn bóng ấy. Cồn bóng như biết là lớp cồn bóng như ngày xưa em đi xuất đồ điện tử, nghĩa là đi làm công nhân xuất đồ điện tử thì với những lớp cồn bóng này này thì nó sẽ là để bảo vệ cho các linh kiện là chống gì, nên là độ đây là cái thời gian bác sử dụng nó rất là cao, cũng như là chính vì vậy là sản phẩm này được bảo hành đến 1 năm và đổi mới trong 1 tháng đầu. Đấy, một sản phẩm cực kỳ chất lượng, bên mạch sạch đẹp với rất nhiều các tụ bác nhá, rất nhiều các tụ này, tụ và các le đây là các le giảm sốc. Và bản thân như bác thì ở những ở kênh thường 4 kênh nó sẽ 4 con le giảm sốc của những con chip xử lý thôi nhá. Ở những con C xử lý thôi nó đã có những con le giảm sốc từng con rồi. Cực kỳ chất lượng. Em quay chi tiết bác cùng xem nhé. Thì đồ mẫu này thì ở video trước em đã có bài test cũng như là giới thiệu rất nhiều rồi. Em hàng về em giới thiệu bác cũng chỉ review lại. Một mẫu đẩy cực kỳ chất lượng. Với công suất ra rất là cao. Đạt 500W một kênh nhân với 4 kênh. Tín hiệu đường vào nó sẽ gồm 4 đường tín hiệu vào bác nhé, với các chế độ đánh phía sau gạt đây bác nhé, gạt ngầm đây bác này, 4 tín hiệu đường vào và 4 quạt gió tản nhiệt. Và đường ra nó sẽ gồm 2 đường ra bằng lưu trích, nghĩa là tương ứng bác đấu 2 cặp loa thì bác đấu sẽ là gồm đây là, thì ở video có một video em hướng dẫn các bác cách đấu loa đối với những các bác đấu chung một cặp loa một đường lưu trích này em đã có video rồi nha. Bác đấu một âm một dương nha, ở trong lưu trích nó sẽ có một âm một dương và hai âm hai dương, nha, hai cực dương và hai cực âm thì bác sẽ đấu một âm một dương và một chiếc loa và hai âm hai dương và một chiếc loa. Ở đây nó có ký hiệu rõ các bác cùng xem nhé. Đấy,
Đấy, bác nhìn rõ rồi. Đấy. Xe 1, xe 2 này, xe 2 này, 20 dương. Rõ ràng rồi. Khi bác đấu lưu trích cũng vậy, phải rõ ràng cho em. Đấu nhầm là lúc không ra kênh đâu các bác ạ. Thì như bác biết rồi, đối với mẫu sản phẩm đẩy cờ đắt D, đẩy cờ đắt D thì hiệu suất của nó ở đây là chất âm của nó cho ra tiếng rất là sáng tiếng, rất là sáng tiếng và tiếng rất là hay, thì rất là hay bác nhé, thì rất là hay. Ở đây không phải bàn rồi, như bác biết thì bây giờ thì trên thị trường cũng có rất nhiều các mẫu đẩy cờ đắt D khác nhau, rất nhiều mẫu bác nhé. Thì bác biết đối với những mẫu chất âm của đẩy cờ đắt D thì bác khẳng định là cho tiếng rất là hay, cũng như độ bền rất là cao, và cái quan trọng là không cồng kềnh, không quá lặng lề, và giá cả thì cũng cực kỳ phải chăng, với giá chỉ có 4.100.000 đồng một chiếc đẩy 4 kênh, em nghĩ là cực kỳ hợp lý. Có lẽ là để một sản phẩm đẩy với tổng trọng lượng watt đạt 2.000 watt, một giá chỉ đạt hơn 4 triệu đồng thôi, hơn 1 triệu đồng thôi mà cả bao ship, thì một cái giá mà thế này không có một chiếc đẩy nào có thể vượt tầm giá được, cũng như chất lượng. Thì tiếng class D thì tiếng rất là sáng. Thì hôm nay trong video này em giới thiệu được bác đối mẫu MBD 6000, đồng đẩy 4 kênh, phục vụ cho bác chơi gia đình. Thì có bác có nhu cầu có em qua hai số điện thoại, cũng như là đến tất cửa hàng em số 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, hoặc 184 Nguyễn Đức Thuận Gia Lâm Hà Nội, để các bác nhân viên hướng dẫn và tư vấn đầu lối. Thì còn các bác ở xa có nhu cầu mua thì có liên hệ em qua hai số điện thoại online, em vừa tư vấn các bác trả góp từ xa cũng như là lên đơn hàng cho các bác nhé. Và video của em đây xin kết thúc tại đây, và cảm ơn tất cả các bác xem cũng như Hiếu Minh. Thì sắp tới đây thì em cũng có rất nhiều sản phẩm mẫu mã mới, thì em sẽ giới thiệu cho các bác những dòng loa bãi cũng như là các sản phẩm mới với tính năng rất là cao, thì xem giới thiệu ở video sau. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.